Phóng viên Thái Lan khiến người Thái phải thốt lên, Việt Nam không còn như chúng ta nghĩ. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bắc News. Các bạn thân mến, tự hào là đất nước có nền văn hóa lâu đời và phong phú, Việt Nam luôn khơi gợi sự tò mò và tranh luận trong cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là với những người Thái Lan. Lâu nay nếu thường xuyên lướt mạng xã hội quốc tế, chắc các bạn cũng không lạ gì với những trận combat nảy lửa giữa cư dân mạng Thái Lan và Việt Nam. Chủ đề của các cuộc thảo luận này không chỉ dừng lại ở bóng đá và sân cỏ mà còn lan rộng sang các cuộc tranh cãi về lịch sử, kinh tế và xã hội. Người Thái từng có thái độ kiêu căng, cho rằng Thái Lan vượt xa Việt Nam cả trăm năm. Tuy nhiên thực tế lại khác khi họ phải thừa nhận rằng Việt Nam đang vượt trội hơn ở nhiều mặt. Người Việt Nam nghe những lời phê phán này thường tức giận và cãi lại. Tuy nhiên, trong thâm tâm, ai cũng hiểu rằng Việt Nam đã từng trải qua nhiều khó khăn về chiến tranh nhưng vẫn vươn lên và tiến bộ, được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới. Gần đây, một phóng viên của Đài Thái Lan đã có chuyến đi thực tế tại hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để khám phá thêm về đời sống văn hóa đặc trưng của đất nước này. Video đã chia sẻ những góc nhìn thú vị về Việt Nam, mở ra những cuộc thảo luận mới về con người, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Qua những cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người Việt, phóng viên đã cùng khám phá những nét đặc trưng về sự khát vọng và nỗ lực vươn lên của người dân Việt Nam. Bên dưới video, rất nhiều cư dân mạng Thái Lan đã thảo luận sôi nổi. Bây giờ, chúng ta cùng đến với phần đọc bình luận nhé! Tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh được 2 năm. Thời tiết, không khí và thái độ của người dân ở đây rất tốt. Họ cần cù và làm được hai công việc trở lên. Chỉ cần có xe máy và điện thoại di động là cuộc sống vẫn ổn. Hơn nữa, người Việt Nam là những người dễ tính, vui vẻ, thoải mái và nhìn nhận việc kinh doanh, sản phẩm Thái và con người Thái ở góc độ rất tốt. Vừa trở về từ Hồ Chí Minh, Việt Nam, ở đây tôi thực sự nhìn thấy sức mạnh của Việt Nam. Hiện tại tôi đang học thạc sĩ ở Úc, gần một nửa số bạn cùng lớp của tôi là người Việt Nam và mọi người đều giỏi về nó. Thực tế có rất nhiều người Việt Nam đến học và tất cả họ đều giàu có. Khi bạn nhìn thấy Việt Nam, bạn nghĩ về Israel, anh ấy đã trải qua cuộc chiến tương tự. Con người cũng có tài và khát khao sự tự lập. Giờ này chúng ta xuất khẩu gạo nhiều nhất, Việt Nam đã vượt qua chúng ta. Và hiện nay, xét về thời trang hay các mặt hàng xuất khẩu khác nhau, họ không hề thua kém Thái Lan một chút nào, đặc biệt là ở khu vực châu Âu chỉ có hàng Việt Nam. Thậm chí nhiều món ăn Thái nổi tiếng ở Mỹ, châu Âu cũng được người Việt Nam xuất khẩu và bán. Nó đầy chất Việt Nam. Chỉ 30 năm sau khi đất nước mở cửa, Việt Nam đã phát triển đến mức này, khát khao tạo ra người tài tạo nên đất nước hiện đại. Chúng tôi thấy nhiều người trẻ làm việc, trong đó có rất nhiều công ty công nghệ thông tin và công nghệ. Thật tuyệt vời, tôi hy vọng Thái Lan có thể cùng nhau phát triển. Tôi thích Việt Nam, nó có sức hấp dẫn của cả đồ ăn ngon và văn hóa. Xét về dân số từ những gì đã trải nghiệm khi đi du lịch, có rất nhiều người trẻ và có vẻ như nó có tiềm năng từ khả năng sử dụng tiếng Anh, từ việc là một người năng động lại muốn đi du lịch. Cảnh mở đầu là băng qua đường ở thành phố Hồ Chí Minh, cá nhân tôi coi đó là một trong những điểm nổi bật của thành phố này. Khi họ nói đến để ngồi nhấm nháp hạt dưa hấu là sự thật, họ ngồi gặm nhấm rất nghiêm túc bên vệ đường và tôi cũng uống trà chanh. Lúc đầu, tôi bối rối không biết phải làm gì khi ngồi dưới trời nóng, sợ bị xe tông và người thấy mùi khói. Nhưng tôi ngồi với anh ấy đi tới đi lui và rất thích thú, ha ha, không chỉ ngồi gặm hạt dưa. Nhưng chính là chúng ta đã đến để ngồi tâm sự về cuộc đời mình, kể cho nhau nghe mọi chuyện bây giờ thế nào mà không lãng phí, rất ít tiền. Một vài hạt dưa hấu tôi có một cái túi rất lớn. Nếu bạn đi đến một quán cà phê, bạn sẽ chi nhiều tiền hơn. Thêm vào đó, bạn có thể thấy giao thông, nhìn mọi người sống cuộc sống của họ là niềm vui. Người Việt Nam dễ thương, tôi có rất nhiều bạn Việt Nam. Cuộc sống có mục tiêu, muốn phát triển thì phải phấn đấu. Khả năng thích ứng và giáo dục cao là sự lựa chọn đầu tiên trong những quốc gia khác. Tôi cũng muốn đi làm. Có một hệ thống bảo vệ thứ cấp kỳ lạ, nhưng họ là một và giống nhau, thân thiện và có tính tôn giáo cao, hào phóng và đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ cho hành trình phát triển của Việt Nam nên giống nhau, tương tự với Singapore. Người Việt Nam thực sự rất thông minh, tôi thừa nhận mình đã học cả bằng cử nhân và thạc sĩ ở Trung Quốc. Trong lớp tôi có rất nhiều bạn là người Việt Nam, mọi người đều tài năng, một số thì không. Thái Lan và Việt Nam giống nhau ở chỗ chỉ có một vài công ty công nghệ, cả hai cần hỗ trợ các công ty trong nước của mình nhiều hơn và hỗ trợ lẫn nhau để nâng công ty của mình lên một tầm cao mới. Và cả hai đều cần phải làm việc chăm chỉ hơn, thông minh hơn, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và tạo ra nhiều lực lượng lao động có kỹ năng hơn. Hãy để tôi nói với bạn rằng, phẩm chất của con người là khác nhau, họ chỉ thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản. Nhìn sang Thái Lan, mọi thứ đã đầy đủ, rất trọn vẹn, nhưng không thể quản lý. Tôi chưa bao giờ sử dụng điểm mạnh của mình. Hãy đến điều hành đất nước không có tầm nhìn nào cả. Không cần phải nói, giáo dục là khủng khiếp, bất kỳ chính phủ nào cũng vậy. Doanh nhân Thái Lan có tầm nhìn, tôi đã xem Việt Nam là cơ hội từ lâu. Các tập đoàn vốn Thái Lan đã cùng nhau đầu tư kinh doanh trong nhiều năm,
Nếu Việt Nam phát triển thì đó cũng là cơ hội để chúng ta bán được sản phẩm. Đối với chúng tôi, Việt Nam khi còn học phổ thông đã được dạy rằng đây là đất nước của nông dân và có một chính phủ bất ổn. Bây giờ, nó là một đất nước đang phát triển nhanh chóng và sẵn sàng lớn lên như thế này. Còn với Thái Lan, nó không khác mấy so với thời trung học, đôi khi còn đi lùi. Giống như chúng ta nên nhìn người khác bằng sự thân thiện, sau đó hãy chọn những thứ tốt để sử dụng. Trong tương lai, người ASEAN cần phải gần gũi hơn thế này. Chúng tôi sẽ học tập, làm việc và sống ở bất cứ nơi nào có thể. Tôi cũng mong là như vậy. Tôi thực sự muốn Thái Lan thử trở thành một người cộng sản để chính trị trở nên tốt hơn. Vấn đề lớn ở Thái Lan là chính trị. Đối với Việt Nam, chính trị vẫn vậy, vì vậy có thể phát triển liên tục không bị gián đoạn như ở Thái Lan. Vâng, phải nói là lâu lắm rồi mới có một cuộc thảo luận tích cực và hòa bình như vậy. Nhìn chung đa số các bình luận trên thể hiện nhiều quan điểm tích cực về Việt Nam. Qua chia sẻ của phóng viên Thái Lan về cuộc sống và sự phát triển ở Việt Nam đã làm người Thái thấy rằng đất nước này đã có một bước tiến đáng kể sau 30 năm mở cửa kinh tế. Với nỗ lực và khát vọng của người dân, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng của khu vực, thu hút sự chú ý và đầu tư từ nhiều quốc gia khác, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ. Sự hòa đồng và lòng hiếu khách của người Việt cũng là một điểm nổi bật, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. So với Thái Lan, mặc dù cả hai đều có nhiều điểm tương đồng, nhưng Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống giáo dục, đặc biệt là về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã vượt trội so với Thái Lan trong những năm gần đây. Từ khoảng năm 2010 trở lại đây, Việt Nam đã duy trì một tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm vào khoảng 6-7%, trong khi Thái Lan thường chỉ đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 3-4% hàng năm. Có một số yếu tố chính giúp Việt Nam đạt được mức tăng trưởng ấn tượng này chính là: đầu tiên, cải cách kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách kinh tế quan trọng, bao gồm việc mở cửa thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài. Những nỗ lực này đã giúp thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Hai là lực lượng lao động trẻ và năng động. Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ, năng động và có tay nghề, sẵn sàng học hỏi và thích ứng với công nghệ mới. Điều này đã giúp nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Thứ ba là xuất khẩu mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu lớn trong khu vực với các sản phẩm chủ lực như điện tử, dệt may, giày dép và nông sản. Thương mại quốc tế phát triển mạnh đã đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Và tiếp theo là đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã thu hút lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đặc biệt từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Các khoản đầu tư này đã giúp phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực sản xuất. Như vậy, Việt Nam đã thể hiện một khả năng tăng trưởng nhanh hơn, phản ánh sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế từ một nền kinh tế nông nghiệp sang một nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Mặc dù Thái Lan vẫn duy trì một nền kinh tế mạnh mẽ, sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng đã đặt Việt Nam vào vị trí nổi bật trong khu vực ASEAN, với triển vọng trở thành cường quốc mới trong tương lai không xa. Và chính một số người Thái Lan cũng tỏ ra e ngại là Việt Nam sẽ vượt xa Thái Lan trong 10 năm tới với đà tốc độ tăng trưởng này. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.